Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa lily như thế này. Vì khá là nhiều bạn yêu cầu cái hoa làm hoa ly này ấy, nên là mình đã cố gắng để làm và hướng dẫn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cành ly như thế này. Thì đây là cái cành ly mẫu mình đã làm, gồm có hai bông và hai cái bút như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể nhé. Để làm được cái cành ly như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nhé. Nguyên liệu để làm được cành hoa ly như thế này thì gồm một số nguyên liệu mà các bạn nhìn thấy trên màn hình. Trước tiên là giấy nhún màu trắng. Mình sẽ làm hoa ly màu trắng nha. Giấy nhún màu xanh nhạt nhạt này để mình làm cái phần búp hoa. Màu xanh đậm để làm lá. Một kẽm si có kích thước là 12 cm như thế này. Và một đoạn kẽm si có kích thước là 15 cm nha. Tiếp nữa là một đoạn kẽm cành có kích thước là 20 cm. Bút dạ màu vàng, băng keo sáp màu xanh và băng keo sáp màu nâu. Mình dùng cả hai loại băng keo sáp nha. Và một số nguyên liệu như là giấy keo sữa này, kéo. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần giấy màu trắng với kích thước là 12 x 6 cm như thế này. Các bạn sẽ cắt tạo hình cánh hoa cho mình như sau nha. Cánh hoa ly thì nó sẽ nhọn ở đầu. Các bạn sẽ cắt tạo hình cánh hoa như thế này nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo cái phần gân lá cho cái cái cánh hoa cho cái phần cánh hoa này nha. Thì các bạn dùng cho mình một mảnh kẽm si với kích thước là 15 cm như thế này nha. Rồi các bạn cắt một cái đoạn giấy nhún. Màu trắng. Giấy vụn cũng được. Rồi các bạn dùng keo sữa này. Các bạn khuét keo vào. Sau đó các bạn cuốn quanh cái phần kẽm si màu trắng này nhá. Tương tự với cái đoạn kẽm si 12 cm, các bạn cũng làm vậy cho mình nha. Cái phần này thì lát nữa chúng ta sẽ làm cái phần nhị hoa như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái cây kẽm si 15 cm này. Chúng ta dán vào phần giữa của cái phần cánh hoa như thế này nhá. Các bạn dùng keo sữa để viết keo vào này.
Các bạn đặt vào giữa này. Như vậy là chúng ta đã xong một cánh hoa như vậy nha. Rồi các bạn sẽ dùng cái bút dạ màu vàng. Các bạn sẽ tô những cái đường như thế này. Hoặc là bạn nào không có thì cũng không cần thiết. Thì hoa nó sẽ hơi đơn điệu một chút. Sau khi mà các bạn tô những cái đường màu vàng như vậy thì chúng ta sẽ dùng tay hơi giãn nhẹ cánh hoa để cho nó cong tự nhiên nhá, có hơi độ mềm mại một tí. Đó, chúng ta sẽ làm 5 cánh như vậy nữa nha. Đây mình đã làm sẵn. Cánh hoa này mình chưa sau khi mà chúng ta làm xong phần cánh hoa thì chúng ta sẽ làm đến phần nhị hoa nha. Nhưng mà mình đã hướng dẫn các bạn ấy thì mình đã làm phần nhị hoa với cái phần kẽm si có kích thước là 12 cm như thế này nha. Thì các bạn sẽ làm thêm thì các bạn sẽ dùng cái phần băng keo sáp màu nâu này. Các bạn cuốn ở phần đầu của cái phần cái nhị mình vừa làm. Hoặc là các bạn mua được cái nhị làm hoa ly làm sẵn ấy thì các bạn không phải làm thủ công như mình nhá. Ở đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết để cho những bạn nào mà không mua được cái nhị hoa đấy thì chúng ta có thể tự làm nhá. Hoàn toàn bằng giấy hết. Đó, sau khi chúng ta hoàn thành được cái nhị hoa như thế này thì chúng ta sẽ làm thêm 4 cái phần nhị hoa có kích kẽm si kích thước là 12 cm như thế này nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm thêm một cái phần các bạn để ý là cái phần nhị hoa nó sẽ có cái phần nhị như thế này nữa, màu xanh đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái một đoạn giấy nhún màu xanh lá cây xanh nõn chuối như thế này. Các bạn phết keo sữa vào. Rồi các bạn cuốn quanh cái đầu của cái phần kẽm si mình vừa cuốn lại giấy màu trắng ấy. Là chúng ta đã được một cái phần nhị màu xanh. Rồi giờ đến công đoạn mình sẽ ghép vào phần hoa thôi. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng băng keo sáp màu xanh nha. Trước tiên là phần nhị. Các bạn xếp cái phần nhị màu nâu này nó sẽ thấp hơn cái phần nhị màu xanh một tí nhá. Đó, rồi các bạn dùng tay uốn cong cái phần nhị màu nâu này xuống như thế này. Và để chúng
cong tự nhiên nhá. Đừng để thẳng quá thì nó sẽ không được đẹp, nó sẽ không giống thật lắm. Đó. À, rồi các bạn dùng băng keo sáp màu xanh cuộn lại ở phần dưới để cố định lại nha. À, giờ chúng ta sẽ ghép đến phần lá, à phần cánh hoa nha. Okay. Các bạn sẽ ghép 3 cánh đầu tiên. Vì thường là nếu bạn nào mà chưa quen thì sẽ phải dùng chỉ buộc để cố định lại trước nha. Còn bạn nào quen rồi thì có thể dùng trực tiếp băng keo sáp nhé. Đó, được 3 cánh đầu tiên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm 3 cánh tiếp theo. Đặt so le như thế này. Dạ. Tiếp nữa chúng ta sẽ làm thêm cái phần cánh tiếp theo là cánh thứ 5 và cánh cuối cùng. Vâng. Sau khi ghép xong chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuộn lại nha. Với cách làm như thế này thì chúng ta sẽ không phải chèn thêm cái phần kẽm cành ở dưới này nữa, vì ở đây mình làm ghép vào thân cây lớn ấy, nên là mình không cần nhá. Bạn nào mà muốn nó làm cành nó dài mà chỉ cần một bông ấy thì các bạn sẽ ghép thêm cái phần kẽm cành dài vào như thế này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để điều chỉnh lại bông hoa cho nó đẹp nhá. Như vậy là chúng ta đã làm xong một bông hoa như vậy. Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần lá và phần bút nha. Đầu tiên mình sẽ làm phần bút trước nha. Thì đối với phần bút hoa thì chúng ta sẽ dùng cái mình sẽ làm lá trước để chúng ta có cái phần nguyên liệu mà chúng ta làm phần bút nha. Phần lá thì chúng ta sẽ dùng cái là giấy nhuốm màu xanh như thế này, cái kích thước là 13 x 5 cm. Các bạn cắt tạo hình lá hoa, gấp đôi lại và dùng kéo. Lá hoa ly thì hơi nhọn và dài nhá, nó cũng không quá nhỏ đâu. Thì chúng ta đã cắt được cái phần lá của hoa ly như thế này. Chúng ta sẽ cắt thêm nhiều lá để làm nhá. Vậy thì chúng ta sẽ để sang một bên. Thì với cái phần thừa của phần cắt lá như vậy đây, thì chúng ta sẽ tận dụng để làm phần bút hoa nha. Chúng ta dùng thêm một đoạn kẽm xi với kích thước là 20 cm. Các bạn làm như mình nhé. Theo
các bạn đặt vào giữa. Tôi dùng chỉ cố định lại. Các bạn dùng kìm bẻ cong cái phần đầu của phần kẽm này để lát nữa mà chúng ta cuốn thì nó sẽ không bị vượt ra nhé. Đó. Rồi phần đầu thì các bạn dùng tay nhúng chặt lại. Đại loại là như vậy. Rồi chúng ta sẽ dùng đến cái mảnh giấy nhún màu xanh với kích thước là 10x7cm như thế này. Chúng ta sẽ kéo giãn ra. Và các bạn bọc xung quanh cái phần mà chúng ta vừa cuốn như thế này, chúng ta sẽ được một cái hình một cái búp như thế này nhá. Thì các bạn sẽ phải phết keo sữa vào, trải dài ra cái phần giấy nhún màu xanh này. Các bạn đặt vào giữa. Dùng tay bóp chặt cái phần đầu bên trên lại. Rồi tay phần bên dưới cũng. Nhúm lại như vậy nha. Dùng băng keo sáp để cuộn lại. Đó là chúng ta đã làm xong một phần cái búp của hoa ly rồi. Tương tự với cái phần màu trắng này thì các bạn cũng làm như thế nhá. Cũng theo cách mình vừa hướng dẫn đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ghép lá vào. Các bạn dùng băng keo sáp để ghép lá vào cái phần lá hoa ly thì nó rất là nhiều cho nên là mình sẽ chỉ làm cắt lá nó đơn giản như vậy thôi. Còn bạn nào mà muốn làm nó chi tiết hơn thì các bạn có thể ghép vào cái phần kẽm si ở đây nha. Nhưng mà theo mình thì mình thấy không cần thiết. Với phần hoa ly này mình cũng làm như vậy, cũng ghép lá vào. Ghép khoảng 2 đến 3 cái lá, tùy theo các bạn muốn ghép lá như thế nào cho phù hợp. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép vào cái phần cành này nha. Thì trước kia là mình đã làm sẵn nên là bên hôm nay mình chỉ ghép thêm vào thôi. Thì với cách làm như này thì mình các bạn có thể nhìn theo cái cành mẫu của mình và có thể hình dung ra cách ghép nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng một cái cành kẽm có kích thước là 45cm, 40-45cm như thế này. Các bạn nối với cái phần búp hoa mà mình vừa làm. Sau đó thì đến cái phần búp hoa thứ hai và tiếp theo là đến phần hoa nhé.
Đây thì mình sẽ ghép thêm vào đây thôi. Vì mình cũng đã hướng dẫn các bạn là có nhiều clip đó, mình đã hướng dẫn các bạn ghép phần cành rồi. Cho nên là ở đây mình sẽ ghép thêm vào đây cho nó đẹp thôi nha. Vì clip làm mà làm lâu thì cũng hơi mất thời gian, cho nên là giới thiệu qua như vậy các bạn kéo thêm một chút là các bạn làm được mà. Rồi, bây giờ đến phần bông hoa. Mình sẽ ghép thêm lá vào đây cho nó rậm rạp. Ở bên dưới này mình cũng sẽ ghép thêm lá nhé. Khá là nặng, hơi vất vả trong việc ghép lá. Để càng đẹp thì các bạn có thể ghép càng nhiều lá và cành nó dài nhá. Và làm được nhiều cái cành như thế này thì chúng ta sẽ ghép thành một cây, hoặc là đơn giản là các bạn làm nhiều cành và cắm vào một cái bình. Rồi các bạn lấy tay chỉnh cái phần lá cho nó cong nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một cành ly nhỏ như thế này. Thì chúc các bạn sẽ thành công với cái mẫu hoa ly này nhá. Các bạn yêu cầu mình làm hoa thì có thể inbox trực tiếp qua cá nhân hoặc qua trang page của mình, hoặc là comment trực tiếp ở dưới cái clip này cũng được nhá. Mình sẽ thường xuyên check và sẽ ghi lại những loại hoa mà các bạn yêu cầu, rồi mình sẽ làm dần nhá. Các comment của các bạn thì sẽ là cái ý tưởng tiếp theo của clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Chúc các bạn thành công nha.